Thưa tất cả các chị em, ngay từ ngày đầu thành lập câu lạc bộ, huấn luyện viên chúng tôi đã đặt ra mục tiêu đây là nơi chăm sóc sức khỏe lành mạnh nhất về thể chất và tinh thần, là sân chơi, là gia đình của mọi người. Các huấn luyện viên đã không ngừng học tập, phấn đấu để được mọi người tin tưởng, ghi nhận. Câu lạc bộ có 4 ca cộng đồng luyện tập mỗi ngày cho người lớn và 1 ca gia tiết tổng hợp với số lượng tổng cộng hơn 100 học viên. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn mở các lớp trị liệu 1-1 cho các bệnh đau cổ vai gáy, đau lưng, đau khớp gối, mất ngủ, tiền đình. Ê, mấy bé này đi sau rồi, chúng ta đi sau nhé. Không đi trước nhé. Nhiều học viên đã vui mừng khi tình trạng cuộc sống tiến triển tốt và khỏi bệnh. Sau đây tôi muốn mời một học viên đã từng trị liệu ở câu lạc bộ lên phát biểu cảm nhận của mình sau thời gian luyện tập. Người đó là cô Thơm. Xin mời cô lên nói cảm nhận của mình theo những suy nghĩ của mình cho mọi người cùng nghe. Xin chân thành kính mời cô. Em phải nói những gì hôm nay là ngày tiệc tất niên của năm do hai cô tổ chức, thì em có đôi lời đến với cô và mọi người. Thì trong thời gian em ở nhà thì người làm nghề mà không đi, cho nên là quý nhiều, cho nên là gây ra tình trạng là đau cổ vai gáy và phát kỳ ở địa điểm tê gần đến tê chân. Mà trong thời gian tập thì em tập tổ đồng thì nó không được cải thiện, thì vừa rồi có cô Long tập cho em là hai cô trò tập một một với nhau thì nó cải thiện rất nhiều về vai gáy, nó không đau nữa và lưng thì cũng cải thiện nhiều, nhưng mà cái vai gáy của em thì nó đã cải thiện rất nhiều, nó lấy lại được cảm giác hồi xưa là đấy, chỉ là nói những gì mình cảm nhận được và trải qua. Và sau đây có một người, cô Linh sẽ giới thiệu một người cũng lên sân khấu để nói những cảm nhận của mình. Là xin mời chị Minh Thiết lên sân khấu để nói cảm nhận của mình sau thời gian luyện tập chúng ta tại câu lạc bộ. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng sự tiến triển về sức khỏe của chị. Em xin chào tất cả mọi người, cùng đi chào hai cô giáo của trung tâm yoga Tâm An. Em là tên là Minh Thuyết. Em bị căn bệnh ung thư tuyến, bưu ăn đổi nhau thai sau sinh, di căn lên phổi ở giai đoạn cuối. Thì em đến yoga là do chị Thu Hà tạo cảm hứng cũng như giới thiệu, và biết đến chị Linh đây là chị rất nhiệt tình giúp đỡ em. Quá trình tập yoga của em thì mới hơn 2 tháng thôi. Thì lúc đầu trước khi chưa tập yoga thì vì là của em là di căn động phổi, cho nên là hít thở rất khó, cũng như là bệnh nó nặng, mình đi chuyển hóa chất 20 đợt mà nó về nằm bèn đi. Thì biết đến nói yoga đây, cũng giúp đỡ nhiệt tình của chị Linh, thì em đã tiến triển một ngày. Trong lúc mình tập thì hai tuần đầu tập thì nó rất đau, nhưng mà mọi người sẽ kiên trì thì bệnh của mình sẽ tiến triển. Em về thì quá trình hít thở nó dễ dàng hơn, và gần đây thì bệnh của em khi em đốt phổi ở bệnh viện Việt Đức về khoảng gần 1 tháng nay, thì khi đốt phổi xong thì em rất đau, nhưng bác sĩ có khuyên em là hãy tập yoga và tìm đến thiền. Thì em có tìm đến chị Linh và chị Linh đã
hướng dẫn cũng như là giúp em trị liệu ngồi thiền được trong vòng 10 ngày. Thì khi những cái nốt đốt phổi của em đau như thế, nhưng mà khi em ngồi thiền, em tĩnh tâm, em hít thở, em tập yoga thì nó cái quá trình đau nó giảm ngắn đi, và bây giờ em cảm thấy một người rất khỏe. Cân nặng của em trước khi tập yoga là 63 cân, em tập được 2 tháng và hiện từ bây giờ của em là 56 cân rưỡi. Cho nên là em nói tất cả mọi người rằng mỗi bài tập thể dục đều có một tác dụng riêng, nhưng đối với em thì yoga và thiền nó đã giúp em cải thiện sức khỏe rất nhiều. Em xin cảm ơn y tế rất nhiều. Rất cảm ơn những lời tâm sự quý báu của hai học viên của câu lạc bộ. Quả thực yoga là một môn rèn luyện thể dục hết sức thần kỳ, điều trị tận gốc. Mặc dù như thế nhưng đến với yoga mọi người cần gì, đó chính là sự kiên trì. Đó sẽ chữa lành tất cả các vết thương của chúng ta nếu chúng ta cần tìm, và không cần tốn kém nhiều khi đến với nó, nhưng nó đã làm chúng ta lành lặn tất cả các vết thương từ trong ra ngoài. Sắp tới câu lạc bộ yoga sẽ mở thêm các lớp mới, đó là lớp thở và thiền trị bệnh cho người cao tuổi và người bị bệnh hiểm nghèo, lớp kỹ năng sống, lớp vẽ toán tư duy cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi, lớp bán trú cho các em từ 4 đến 10 tuổi trong dịp hè và thứ bảy chủ nhật. Khi học bán trú, các bé sẽ được học xem kẽ yoga, vẽ, rồi toán tư duy, múa, biểu diễn thời trang, làm MC, kỹ năng sống và dạy kèm văn hóa, toán tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5. Câu lạc bộ còn đào tạo huấn luyện viên yoga nếu học viên cần. Tổ chức các chương trình văn nghệ ở các sự kiện. Ở đây tôi muốn nói thêm một điều là mới thời gian luyện tập mấy tháng nhưng rất nhiều học viên có thân hình đẹp, có những động tác huyền chuyển và cơ thể cơ khớp của các bạn đã mềm dẻo rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một nhóm nhảy, nhóm múa để khi có các sự kiện chúng ta có thể giao lưu phục vụ các sự kiện đó cũng là nơi để mọi người mở mang tự tin hơn, vui hơn, cuộc sống chất lượng hơn. Và không để mọi người chờ lâu, sau đây là tiết mục múa Inside Yoga của các huấn luyện viên, của các học viên do đầu tiên đó là tiết mục đồng diễn yoga Tu Thi Mô, và đồng diễn con nở mẹ do tập thể các học viên biểu diễn. Thứ hai là câu lạc bộ đồng diễn yoga của nhóm Thích do hai câu lạc bộ yoga Tường Vinh và câu lạc bộ yoga Tâm An biểu diễn. Tiết mục thứ ba là tiết mục múa cánh hồng hai do cô giáo Thu Hương biểu diễn. Tiết mục thứ tư là tiết mục nhảy zumba yoga Tâm An do Ít Tâm An biểu diễn. Tiết mục thứ năm múa yoga bên nghề nhạc Trung Hoa bán hậu xa do nhóm học viên trẻ biểu diễn. Tiết mục thứ sáu múa yoga Kids của câu lạc bộ yoga Tường Vinh. Tiết mục thứ bảy múa yoga ơi chưa bao giờ mẹ kể của Thu Bella và Hà biểu diễn. Tiết mục thứ tám múa yoga Kids nét Việt do nhóm Ít Tâm An biểu diễn. Tiết mục thứ chín tình anh do Hồ Hoàng Thủy biểu diễn. Tiết mục thứ 10 là tiết mục múa yoga của câu lạc bộ yoga Tường Vinh giao lưu, và cuối cùng tiết mục nhảy Happy New Year của câu lạc bộ yoga Tâm An đồng diễn cùng tiết mục Xuân Ơi Ở Lại Chơi của tập thể tất cả mọi người trong khán phòng. Xin chúc mừng tất cả các học viên, các diễn viên. Bây giờ mọi người sẽ quay về sau, chúng ta sẽ khởi động một chút và bắt đầu chương trình văn nghệ đêm nay.
Thank you.
Sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời.
cô nghĩ là nhiều lắm đấy. Trời, dù sao con còn trả lời đúng, cảm ơn con. Một tràng pháo tay cho câu trả lời của bạn ấy nha. Bạn ấy sẽ nhận được một phần quà của câu lạc bộ. Xin mời con. Tên các loài cây nào?
dục được để nghỉ trời nắng thì dùng máy mới đi. I'm not afraid to die.
sân khấu để chúng ta chuẩn bị lên sân khấu. Âm nhạc. Đêm xa xôi, đêm đêm xa đêm đêm, thêm tiếng của anh là đón sáng ngồi xa. Thank you.
ơi quẹt gậy ra đó.
Thank you.